Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986228901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung, lòng đứng, và em này đến từ thương hiệu Ryobi cho mọi người. Đây, hàng hệ đời mới 4 số nha mọi người. Ryobi SK3835 nhé. Em này thì 38cc ha, dành cho anh em sử dụng các gia đình thích hạng mạnh, hạ gốc cây trong gia đình vườn nhà thoải mái thả ga nha mọi người. Và anh em mà đi cưa khai thác làm hàng nhỏ sử dụng em này rất là vừa tay, vừa tầm nha mọi người. Đó. À đây thông số kỹ thuật máy đây. SK3835 này, 38,2cc nha mọi người. Đó đây ha. 38,2cc. Dành cho anh em đi cưa khai thác làm hàng nhỏ rất là vừa tầm ha mọi người. Thì em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40cm, mặt cắt là còn 35. Xích được sử dụng xích chung 91 nha. Xích thì đã được ráp xích mới cho anh em yên tâm cắt ha mọi người. Lam ratin, lam này thì nói chung là không bị xúc xích, và thứ hai không bị cong lam này, lam hợp kim nha mọi người. Đấy. Đây, đầu hợp kim này có tỏa nhiệt luôn nha anh em ha. Ốp lam kiểu này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng tay, tăng xích cũng bằng tay luôn nha mọi người. Đây nó có cái con chốt vặn này, anh em chỉ cần gảy ra thôi là mình vặn thôi nha mọi người. Đó, và đây là cái ốp mà để mình tăng xích, tăng giảm lên xuống ha mọi người. Đó. Bên phía mặt máy ốp lam đây. Còn rất là sáng nha mọi người, rất là đẹp ha. Các tem mạc là so với còn nguyên. Đó. Đây đầu nặng anh em thế này. Trắng bóc luôn nha. Trời bên em hơi tối, nhiều khi chất lượng hình ảnh video nó không được đạt nha anh em thấy không? Đó, rất là mới, rất là trắng nha mọi người. Nói chung là nòng này nó còn rất là đẹp. Bô này đằng trước này. Đó, còn trắng bóc luôn. Rất là mới nha anh em. Lốc mặt tiền đây nhá. Tình trạng máy là bao zin nguyên bản, bảo hành bao lục nòng 12 tháng. Anh em mua sẽ được tặng kèm hai món đồ, rũa và buji nha mọi người. Đó, đây là cái hàm rồng này mọi người. Đó, hàm rồng rất là nhọn nha. Đấy. Rất là đẹp ha. Đó, thì đằng trước thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích này, còn đằng sau là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía chụp giật thì cắt tem mạc còn nguyên nhá, Ruby SK3835 ha. Đó, có núm bơm xăng phụ, chốt e tự động bên này nha mọi người. Đó. Đây, bên trên rất là đẹp. Rồi, giờ xe khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em này là 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng cho mọi người. Một em máy cưa khai thác ha, giá vừa tiền cho anh em đi cưa nha mọi người. Hàng hệ đời mới luôn. Rồi ok, máy rất là bốc, gan tì êm nha mọi người. Giá của em Ruby 3835 này là 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0986228901 đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nhé.